Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Giả Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới các bạn một vài tản mạn về chủ đề Vua Tống Sợ trái ý ngoại triều nhà Lê. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, vua Long Đỉnh sai sứ đem biếu nhà Tống, con Tê Ngưu Thuần. Vua Tống cho rằng Tê Ngưu từ xa đến, không hợp thủy thổ muốn trả lại, nhưng sợ trái ý vua, sai đợi cho sứ nước ta về rồi thả ra biển. Vua lại xin áo giáo mũ trụ giác vàng, vua Tống bằng lòng cho. Nhắc đến vua ngoại triều, nhà Tiền Lê thì chúng ta thường liên tưởng đến một vị hôn quân với những chuyện hoang dâm bạo ngược. Nhưng điều này không hẳn đã đúng, vì sử sách mô tả ông do các sử gia nhà Lý viết thì không khách quan, còn về sau này thì lại không có tư liệu để khắc họa chính xác một đấng quân vương trong lịch sử. Những việc như kiểu vua hành hạ tù binh bằng cách nhốt trong củi, cho thủy triều dâng lên thì chết đuối, khá giống cách tử hình của IS bây giờ, hay cho thuồng luồng ăn thị, bắt tù nhân treo lên cây cao, rồi sai người ở dưới chặt cây, rồi chuyện nhà vua đặt mí trên đầu bậc tu hành là đức tăng thống Quách Mão mà róc, rồi giả vờ xúc tay, dao phập vào đầu Quách Mão chảy máu ra, vua cười rầm lên. Mà Việt Nam sử lược dẫn đều cần phải bàn lại trong dịp khác. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ nói về chính sách ngoại giao của Long Đỉnh. Long Đỉnh vốn là con thứ của vua Lê Hoàng, cũng không được vua chọn là người truyền ngôi. Sau khi Long Việt, tức Lê Trung Tông, nối ngôi được 3 ngày thì Long Đỉnh sai người hại chết. Mấy anh em còn đánh nhau mãi, rồi Long Đỉnh mới giữ vững được ngôi. Có thể thấy việc Long Đỉnh lên ngôi là không chính danh, và đó là cái cớ mà nhà Tống có thể mang quân vào với chiêu bài dẹp phản thần, tặc tử. Thực tế thì quan quân nhà Tống khi đó chưa khi nào thôi dã tâm xâm chiếm nước ta. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, mùa hạ, tháng 6, 1006, Trí Quảng Châu là Lãng Sách Dân Thư nói: Này nhân giao chỉ có loạn, xin cho thần và Duyên Biên An Phủ Sứ Thiệu Việp cùng nhau bàn tính công việc tâu lên. Bọn thần dựa theo lời của bọn Hoàng Khánh Tập, hơn nghìn người ở giao chỉ do Liêm Châu đưa đến, nói rằng các con của Nam Bình Vương, tức vua Lê Hoàng, đều đặt trại sách phân tán các nơi, quan thuộc lìa tan, nhân dân lo sợ, xin đem quân sang đánh dẹp, bọn Khánh Tập nguyện làm tiên phong, có thể hẹn ngày lấy được. Nếu triều đình chuẩn lời thỉnh cầu, thì xin lấy binh đóng đồn ở các châu thuộc Quảng Nam, thuộc Quảng Đông, Quảng Tây, và cho thêm 5.000 quân mạnh ở Kinh Hồ, Thủy Bộ cùng tiến, có thể bình định được ngay. Cũng theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, từ cuối niên hiệu Ứng Thiên, 1004, Minh Đề, Vân Mạng sang Tống, vì trong nước rối loạn, không về được, phải đóng lại Quảng Châu. Đến đây, vua Tống xuống chiếu bảo An Phủ Sứ là Thiệu Việp cấp người và thuyền để cho về. Thiệu Việp nhân dịp này tính chiếm lấy nước ta, bèn dâng bức địa đồ thủy lục từ Ung Châu đến Giao Châu. Vua Tống đưa bức địa đồ ấy cho các cận thần xem và bảo Giao Châu là nơi Lam Sơn chướng khí, nếu đem quân sang đánh chắc sẽ tổn hại nhiều. Vậy ta chỉ nên cẩn thận giữ lấy đất đai của ông cha. Vua Tống khi đó một là lo chống các thế lực từ phía Bắc nên không muốn phát động chiến tranh phía Nam, hai là cũng sợ sau lần Hầu Nhân Bảo thua Lê Hoàng cũng tranh thủ lúc nước ta rối ren đến xâm lược và thảm bại. Nhưng nếu chỉ cần nhận ra nước Việt kiệt quệ thì nhà Tống sẽ không ngần ngại xuất binh để xâm lược. Và trong chính sách ngoại giao, vua Long Đỉnh rất khôn khéo để chặn dã tâm của nhà Tống, làm vua Tống không dám mơ tưởng xâm lược nước ta. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép, 1007, nhà vua sai Minh Xưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh và kinh sách Đại Tạng. Nhà Tống ưng thuận cho cả. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rõ thêm, sai sứ đem biếu nhà Tống con Tê Ngưu Thuần. Vua Tống cho rằng Tê Ngưu từ xa đến, không hợp thủy thổ muốn trả lại, nhưng sợ trái ý vua, sai đợi cho sứ nước ta về rồi thả ra biển. Vua lại xin áo giáo mũ trụ giác vàng, vua Tống bằng lòng cho.
Khi đọc đến đây thì ta chỉ thấy vua Tống lúc đó cũng sợ làm mất lòng Đại Việt nên không dám khước từ lễ vật, phải tặng đồ hậu hĩnh. Nhưng suy nghĩ thêm thì chúng ta có thể thấy ẩn ý của Long Đỉnh trong việc đổi giác khi cho người đi sứ. Việc tặng Tê Ngưu thực ra là Tê Giác, là bằng chứng để cho nhà Tống thấy bờ cõi Đại Việt đã yên, dẹp được những vùng xa xôi nên mới có vật quý hiếm là Tê Giác để mang sang biếu. Việc xin kinh tạng cũng có hàm ý sâu xa. Theo quan niệm của người Trung Quốc xưa thì mỗi triều đại giai đoạn đầu sẽ là dùng võ công để lấy thiên hạ. Khi thiên hạ bình yên thì sẽ thực hiện chính sách vỗ về gọi là văn trị. Việc Long Đỉnh xin kinh tạng là muốn cho nhà Tống thấy Đại Việt đã thanh bình, dẹp xong binh đao và giờ ổn định, đến mức có thể tập trung cho văn trị. Nhưng Long Đỉnh cũng không quên xin bộ giáp trụ để khẳng định mình là người thạo việc binh chẳng kém gì cha. Qua đây có thể thấy Long Đỉnh là vua giỏi, tiếc thay mất khi mới chưa đầy 24 tuổi và lại có quá ít sách sử tài liệu ghi chép về con người thực của ông trong một giai đoạn lịch sử đầy biến cố. Đôi lời giải oan cho bạo chúa Lê Long Đỉnh. Trong tâm trí nhiều người Việt Nam, Lê Long Đỉnh là ông vua xấu xa đồi bại nhất trong lịch sử dân tộc. Sự thật có phải như vậy không? Ông vua bị đóng đinh trong lịch sử. Học giả Trần Trọng Kim đã đúc kết toàn bộ sự nghiệp của ông vua cuối cùng nhà Tiền Lê Lê Long Đỉnh bằng một đoạn sau đây. Trong Việt Nam sử lược, Long Đỉnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt, trụ ngày xưa. Khi đã giết anh rồi, lên làm vua thường cứ, lấy sự giết người làm trò chơi, có khi những tù phạm phải hình thì bắt lấy rơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây, rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh thoảng giả tảng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra, trông thấy thế làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu, có ai tố xớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi hài hay là nhại tiếng làm trò. Long Đỉnh làm vua được 2 năm đổi niên, hiệu là Cảnh Thụy, 1008 đến 1009. Sang năm sau là năm Kỷ Dậu, 1009, thì mất, làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi. Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, đến buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Việt Nam sử lược là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, được biên soạn rất công phu. Giá trị lớn nhất của nó là hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước nhà cho đến thời Pháp thuộc một cách xúc tích, dễ hiểu. Bởi vậy đây là cuốn sách lịch sử được phổ cập rộng lớn nhất trong thế kỷ 20. Nhiều thế hệ người Việt Nam tiếp cận một cách hệ thống lịch sử nước nhà chủ yếu thông qua cuốn sách này. Với đoạn sử phổ cập đó, Lê Long Đỉnh được đóng đinh trong tâm trí người Việt Nam là ông vua gian ác đồi bại nhất trong lịch sử. Tất cả các sách giáo khoa lịch sử từ đó đến nay cũng đều mô tả Lê Long Đỉnh đúng như vậy. Nhưng đoạn viết về Lê Long Đỉnh trong Việt Nam sử lược và trong các sách giáo khoa lịch sử sau này là lược chép lại từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và một số cuốn sử cũ khác viết bằng chữ Hán. Mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về Lê Long Đỉnh không chỉ có như vậy. Người đầu tiên thỉnh kinh Phật về nước. Trong một lần trao đổi về lịch sử Phật giáo, một vị thiền sư nhắc chúng tôi rằng Lê Long Đỉnh là ông vua đầu tiên cử người đi lấy kinh Đại Tạng cho Phật giáo, rằng sư Vạn Hạnh, thiền sư Khuôn Việt Ngô Chân Lưu cũng như các cao tăng khác thời đó đều được Lê Long Đỉnh rất trọng vọng. Trong Việt Nam Phật giáo sử lược in lần đầu năm 1943, thiền sư Thích Mật Thể viết niên hiệu Ứng Thiên thứ 14, 1008, sau khi nước ta đã hòa với Tống rồi, vua đại hành sắc ông Minh Xưởng và ông Hoàng Thành Nhã sang xứ nước Trung Hoa, cống hiến đồ thô sản, xin vua Tống ban cho bộ Cửu Kinh và Đại Tạng Kinh. Vua Tống trao cho những bộ ấy và cho sứ giả đưa về. Đó là lần đầu tiên nước ta cho người sang cầu kinh bên Trung Hoa vậy.
do nhầm lẫn hoặc cũng có thể do ghét Lê Long Đỉnh, thiền sư Thích Mật Thể đã viết đoạn này không đúng vì Lê Đại Hành mất năm 1005. Lê Long Đỉnh làm vua từ năm 1006 và đến năm 1008 vẫn giữ niên hiệu Ứng Thiên của vua cha. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau: Đinh Mùi, Ứng Thiên, năm thứ 14 1007, vua vẫn dùng niên hiệu Ứng Thiên. Tống Cảnh Đức năm thứ tư, mùa xuân, vua Lê Long Đỉnh sai em là Minh Xưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã Dân Tê Ngưu Trắng cho nhà Tống xin kinh Đại Tạng. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng chép: Đinh Mùi, năm thứ 14 1007, nhà vua Lê Long Đỉnh sai Minh Xưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh và kinh sách Đại Tạng. Nhà Tống ưng thuận cho cả. Như vậy lần đầu tiên nước ta cho người sang cầu kinh bên Trung Hoa chính là do vua Lê Long Đỉnh. Cửu kinh gồm kinh dịch, kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh xuân thu, hiếu kinh, luận ngữ, mạnh tử và chu lễ là chín bộ sách vĩ đại nền tảng của văn minh Trung Hoa. Lần đầu tiên nhập vào nước ta là do Lê Long Đỉnh lấy về. Còn kinh Đại Tạng là gì? Đó là Đại Tạng kinh chữ Hán, bảo vật vô giá của Phật giáo và của văn hóa thế giới. Bộ sách đó, theo lịch sử Phật giáo, là một bộ sách vĩ đại, được rất nhiều thế hệ các cao tăng Trung Hoa vượt qua biết bao gian truân khổ ải dày công thu thập, sưu tầm và dịch thuật suốt 1000 năm. Từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ 10, đời Tống Thái Tổ mới in thành sách lần đầu tiên, gồm 5.000 quyển, riêng việc khắc bản phải mất 12 năm. Bộ sách đó không chỉ là tổng vận các kinh sách Phật giáo, mà còn hàm chứa rất nhiều lĩnh vực triết học, lịch sử, văn học, nghệ thuật, thiên văn, toán học, y dược. Một ông vua lần đầu tiên biết đem những di sản vĩ đại như vậy về nước để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc, liệu có thể gọi là hôn quân? Và một ông vua đã trực tiếp sai em mình đi xin kinh sách về cho Phật giáo, ông vua đó có thể nào lấy mía để trên đầu nhà sư mà róc? Tư duy kinh tế. Lê Long Đỉnh là ông vua biết chỉnh đốn triều chính. Một năm sau khi lên ngôi, ông đã sửa đổi quan chế và triều phục của các quan văn, võ và tăng đạo theo đúng như nhà Tống, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nhưng không chỉ có vậy, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép Kỷ Dậu, Cảnh Thụy, năm thứ 2, 1009. Vua Lê Long Đỉnh lại xin được đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, nhưng vua Tống chỉ cho mua bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu và Trấn Như Hồng thôi. Thế kỷ thứ 11, không chỉ nước ta mà hầu khắp thế giới, kinh tế đều tự cấp tự túc. Phải có một tư duy kinh tế vượt xa thời đại mới biết xin đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, tức là sâu trong nội địa Trung Quốc. Việc đó giống như việc đặt văn phòng đại diện thương mại ở nước ngoài bây giờ. Tư duy kinh tế đó mãi mấy trăm năm sau mới được biết đến ở phương Tây. Một hôn quân có nghĩ ra được điều này không? Ra được điều Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép tiếp. 1009, vua đi Ái Châu, đến sông Vũ Lung. Tục truyền người lội qua sông này phần nhiều bị hại, nhưng thế vua sai người bơi lội qua lại đến 3 lần, không hề gì. Xuống chiếu đóng thuyền để ở các bến sông Vũ Lung, Bạc Cừ, Động Lung 4 chỗ để chở người qua lại. Cũng trong năm 1009, bọn Ngô Đô Đốc Kiểu Hành hiến dân biểu xin đào kênh, đắp đường và dựng cột bia ở Ái Châu. Vua xuống chiếu cho lấy quân và dân ở châu ấy đào đắp từ cửa quan Chi Long qua đỉnh Sơ, nờ đến sông Vũ Lung. Đến Hoàng Giang, sai phòng ác sứ là Hồ Thủ Ích đem hơn 5.000 quân của châu Hoang Đường sửa chữa đường từ sông Châu Giáp đến cửa biển Nam Giới để quân đi cho tiện. Rõ ràng chỉ mấy tháng trước khi chết, Lê Long Đỉnh chết vào tháng 10 năm đó, Lê Long Đỉnh còn chăm lo việc đào kênh, mở mang đường xá và đến tận nơi xem xét, rồi xuống chiếu đóng thuyền bè đi lại cho dân. Một ông vua suốt ngày ham mê tửu sắc, không đi lại được đến mức phải ngoại triều, ông vua đó có thể làm được những chuyện có ý nghĩa như vậy không?
không ngồi được sau 6 lần cầm quân đánh giặc. Ngoài những chuyện lớn nói trên, Lê Long Đỉnh còn nhiều lần cầm quân dẹp giặc. Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngay trong năm đầu tiên làm vua, Ngự Bắc Vương cùng Trung Quốc Vương chiếm trại Phù Lang làm phản, vua thân đi đánh. Tiếp đó, đem quân đánh Ngự Mang Vương ở Phong Châu, Ngự Mang Vương phải chịu hàng. Từ đấy về sau các vương và giặc cướp đều hàng phục cả, sách đã dẫn. Và giữa lúc đánh trại Phù Lang chợt thấy trạm báo tin là giặc Cử Long vào cướp, đã đến cửa biển Thần Đầu, nay là cửa biển Thần Phù. Vua về đến sông Tham, đi sang Ái Châu để đánh giặc Cử Long. Năm đó Lê Long Đỉnh ba lần thân chinh dẹp loạn. Năm 1008 vua thân đi đánh hai châu Đô Lương, Vị Long, sách đã dẫn. Tiếp đó lại tự làm tướng đi đánh Hoang Châu và Châu Thiên Liễu. Và tháng 7 cùng năm vua thân đi đánh các châu Hoang Đường, Thạch Hà. Như vậy là chỉ trong 4 năm làm vua, Lê Long Đỉnh đã 6 lần trực tiếp làm tướng cầm quân ra trận, lần cuối cùng chỉ cách 2 tháng trước khi ông mất. Cầm quân đánh giặc liên miên như vậy, phải là một người cường tráng, người dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được sao có thể làm nổi. Sự thật hay lời đồn? Về chuyện Lê Long Đỉnh giết anh, để lên làm vua cũng cần xem xét. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, sách giả sử chép rằng, Đại Hành Băng, Trung Tông Vân Di Chiếu nối ngôi. Long Đỉnh làm loạn, Trung Tông vì anh em cùng mẹ không nỡ giết, tha cho. Sau Long Đỉnh sai bọn trộm cướp đem trèo tường vào cung giết Trung Tông. Chúng ta thấy gì trong đoạn này? Thứ nhất, chuyện này Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại từ giả sử. Giả sử có thể tin được nếu có căn cứ, để đối chiếu hoặc nó hợp logic, nếu không nó chỉ có giá trị như một lời đồn. Thứ hai, đã là giả sử mà còn nói, Long Đỉnh sai bọn trộm cướp đêm, trèo tường vào cung giết Trung Tông. Quy cho người khác tội chủ mưu giết người thì phải có chứng cứ. Ai làm chứng và tài liệu nào chứng minh việc Lê Long Đỉnh sai bọn trộm cướp? Chắc chắn là không có ai cả, và không có bất cứ tài liệu nào. Một lời đồn đã là không có cơ sở, một lời đồn nói về một việc không thể có chứng cứ, càng không có cơ sở. Vả lại, theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, khi vua Long Việt bị giết, bầy tôi đều chạy trốn cả, chỉ có Điện Tiền Quân Lý Công Uẩn ôm thay vua mà khóc. Long Đỉnh cho là trung nghĩa cất lên làm chức tứ xương quân phó chỉ huy sứ. Giết vua, giết anh là bất trung bất nghĩa. Kẻ bất trung bất nghĩa khó mà trọng dụng được người trung nghĩa. Vì vậy việc Lê Long Đỉnh giết anh chỉ nên coi cùng lắm là một nghi án mà thôi, không nên đem ra làm một sự thật dạy cho học trò. Cũng như cái chết của Lê Long Đỉnh, Ngô Thị Sĩ chép trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên như sau, Lý Thái Tổ rất căm phẫn. Trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh Vương, tức Lý Long Đỉnh, nhưng lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó, nên sử không được chép. Lời đó của Ngô Thị Sĩ chúng ta chưa bao giờ coi là sự thật cả, sao lại coi việc Lê Long Đỉnh giết anh là sự thật? Nếu video mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký và like để chúng tôi có thêm động lực để cho ra những video hay và bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Hãy comment góp ý cho chúng tôi để kênh phát triển hơn và mang tới cho quý vị những câu chuyện lịch sử hay và quý giá hơn nữa. Cảm ơn và thân chào quý vị.